Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và buổi học trước thì mình sẽ đọc ba ba không? Đọc ba ba rồi đúng không? Này, tôi đọc ba ba rồi. Rồi. Ở bài học trước thì chúng ta đang ngưng tập lại cái đoạn ca mối của cô, tức là chúng ta đang học về cái chúng ta đang ở cái phần matika nha của bài học cô đó. Trong ba cái sắc chúng ta sẽ có ba cái quốc gia tiên cái ba trong về cái cảnh về những cái thì vào đấy cái phần đầu cái phần lớn thì nó là tổng quan về các loại trí. Thì trước khi mình trình bày tuần tự các loại trí, cái phần đầu tiên đó, tôi đề cập có sơ khởi cái đề tài Matika, tức là những chủ đề gặp lại thành những chủ đề về những chủ đề về. Thì sau khi mình trình bày về cái chủ đề đầu tiên, tức là Sutta Vada Nibbana, nhà Sutta chúng ta được bước qua chủ đề thứ hai Sutta Vada Sutta Vada nhà thì là nhà mà sau khi mà lắng nghe giáo pháp rồi ha, chúng tôi đang phát lời trong cái việc mà vấn đề mà tập tiền xong quá đó cái năng nghề cũng chính là cái trí tuệ mà phát khởi từ cái việc mà trình chuyển giới. Cái đoạn này khi mà đề cập về năm cái loại mà Sanwara Sankara ở đây đồng nghĩa với cái cảm giác là gì? Silamanya tâm nhẹ, Silamanya nhà Silamanya nhà là trí. Trí có được từ cái việc mà nhìn chữ giới. Dẫu rằng giới ở đây tức là một trong tam cái Sankara. Sankara đầu tiên tức là đề cập về ba cái khác là cái cảm giới. Cái cảm thứ hai là Sati Sankara, Nhana Sankara, Kanti Sankara và Wiriya Sankara. Như vậy thì trong cái bài học trước đó chúng ta đã học xong về những cái cảm tức là Kanti Sanvara vậy hả? Chúng ta đến với Wiriya Sanvara. Kanti Sanvara tức là sự túc luyện nhờ vào cái vấn đề tham nhận. Cũng được trình bày ở trong bộ kinh này. Bài kinh thứ 2 về đoạn 24 đề cập về
những cái phiền não từ bản trường nó có thể khám nhận. Và tới cái Vinaya Samvaro là sự thúc luyện ở đây, còn là cái đoạn số 26 nè, còn trong trường hợp kinh bản thứ hai. Trong cái đoạn số 26 thì chúng ta sẽ đề cập đến cái cảnh gì? Như các phần trích dẫn ở đây. Viriya. Tất bằng năng ca mở biết tất cả. Nà đi hoa xe tí. Và cha hát yên quy vô đề tí. Kè lại các phần tí. Và nà bảo vệ các phần tí. Để ước ban năng này cả mọi tất cả. Như vậy có ba cái khía cạnh thôi, thực sự là có bốn khía cạnh. Ở đây chúng ta có một trước của một đỏ này, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, hại tư duy và các áp bức thiện pháp mà đã sanh rồi. Và trước đó chúng ta có cái gì? Chúng ta có là Piku Patisankha Yoniso ước ban năng. Ở đây một loạt những cái dạng thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là ca má bí tắc căng nha. Ca má bí tắc tốt bằng năng đoàn quá khứ tương tự đạt lại sai. Mà trước, và sau đó chúng ta có là na na đi qua xe tí là na đi qua xe tí nè. Tức là bị tỳ kheo có sự quán chiếu đúng rồi. Có sự tránh quán, có sự quán chiếu đúng. Không cho phép, tức là không có chấp nhận. Loại trừ, trừ nhiệt, nhiệt tận. Và khí nhiệt tuyệt dùng tư duy mà đạt lợi xong. Ở đây chúng ta dùng tên nghĩa tất cả số ít nha. Đó là từng cái gì? Từng cái tư duy đấy, tức là cái sự suy nghĩ sái quán nha. Là vậy. Liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến đạo hạ. Mà như là liên hệ đến các pháp bất tiện. Và chắc bữa nay chúng ta làm gì tại đây? Rồi như vậy là ước bằng đức bằng nè rồi, ước bằng đức bằng nè. Ước bằng đức bằng nè. Càng với người ta có ước bằng đức bằng nè. Ở đây nè. Tức là các án pháp bất thiện nè. Đã xong nè. Ước bằng đức bằng nè nè. Đã xong. Rồi ở đây các pháp bất thiện ở đây tức là cái gì? Ở đây các ác pháp bất thiện
chúng ta sẽ là ba bắc kè akusande tiếp là ba cách thể nó ba bắc kè kosalata yakusale akusale ở đây các pháp mà gọi là các pháp ác và bất thiện. Ở đây chúng ta phân ra là có hai cái gì, ba bắc kè và akusale nha. Ba bắc kè là nghĩa gì, là ba cách thể đó và akusale thì có nghĩa là akosala akosalata ấy, các chỉ là cái trạng thái. Ở đây được gọi là ác theo cái nghĩa là bắt cá, chúng ta dùng cái nghĩa đó là thấp kém. Sống xa akosala akosala ở đây tức là không có rành rẽ, kosala tức là thuần thục, rành rẽ và thuần thục trong cái thiện pháp. Ác ở đây tức là cái gì, là xấu và tồi tệ, cái nghĩa là đa mắc cá. Rồi pháp ở đây đam mê tí tê nhiều quá ca mà biết tất cả đã vô sắp đề biết và nó quá ba hào với tắc kè. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đó là ca mắc vi tắc ca đã vô à, ca mắc vi tắc ca đã vô chủ từ đây, động từ chúng ta sẽ được nằm trong đây ha. Chúng ta có qua hoặc là cái gì mắc hao vi tắc kia, đó là sự suy tư, tất cả những cái suy tư nó quá để chúng ta dùng cái gì là mới. Mình đã rõ, chúng ta coi bên các phần nào thì ca các bạn biết nào. Rồi như vậy bên cái phần PK này chúng ta chưa có, chúng ta đi qua rồi. Đúng rồi, chúng ta phần PK càng đã biết các cô sau đó logo để chúng ta có thể làm được bằng làm đẹp được đẹp được tốt như vậy là nó môi trường cái phiền não được khởi tập được cho cả hai cái gì nha. Một là gì, Samayutta tức là đồng sanh ở trong trạng thái tâm lý nha, mà Patipada tức là cái gì, sự trói buộc và chuẩn bị cái vật như vậy hai khía cạnh. Ở đây chúng ta có cái gì đây? Sắp tập tung. Chưa. Tiếp trên cái từ mà ốc văn rất văn nè đó. Điều nào nó cũng có thể là, điều nào nó cũng có thể là cái gì, cũng phải nó không có thể là tạo nên gọi là cái gì, cái cao mát này. Cái này là trong phần các cái là kiểu nào các bạn lúc ban đêm là phía dưới này nè. Sát chủ thể thì sao mới giúp tôn của đối tượng thì bắt đô
Cái này là trong phần Akasaka là chỗ nào? Bất văn là phía dưới này nè. Esana yo itaresu cũng cần phương cách ấy đối với những khác còn lại nè. Còn lại đây tức là cái gì? Còn lại là cái gì? Kia bà đã biết tất cá. Quý nhiên sao biết tất cá nhỉ? Đó là hai cái loại biết tất cá còn lại rồi. Rồi tập ban nút ban đe như vậy là từ trong phần chấm văn nha, tại vì đang ở trong tập cái thao về chú giải đồng nghĩa là ban nút ban đe này đúng không? Tập ban nút ban đe ba bắc kia áp suất đề tam đề na đi qua đề đi phải ha đi mi đồ đề đi thì anh cơ đi anh đã vào phòng cho đề đi và không cho phép này. Sau khi mà loại trừ cái gì? Loại trừ này, dục tư duy là một hả? Như vậy trước khi chúng ta đến cái đoạn hoặc là bất kỳ xuất sân này chúng ta phải đi đến cái đoạn như trước, cái đoạn này vừa trước được chưa xong. Tốt bằng nè đi. Tốt bằng để ở bằng nè, tốt bằng đó. Mắt tiền gì mà tiếp tục tăng hồn. Tập bản ná là cái gì? Tập khởi sanh thôi. Cho nên mình được gọi rằng tức là tập bản ná mắt tê nhé. Tập bản ná mắt tê còn bị yêu quá tức là chỉ lúc khởi sanh mà thôi. Chỉ lúc khởi sanh ở đây theo các bạn chúng ta tức là cái gì? Các bạn mang nghĩa rằng là vị ấy không có chấp nhận hoặc như là loại trừ điều nhiệt, nhiệt tận cái nhiệt quyền các ác bất thiện pháp đã sanh, tức là ngay cái sát na và trạng thái tâm bất thiện khởi sanh lên, ngay cái lúc đó vì nó không có chấp nhận cho nó khởi sanh để có sự tác động khiến nó ở đây dẫu rằng cái ngôn ngữ trong cái văn kinh đó, thì chúng ta vẫn sử dụng động từ bát chánh tí quy nô đề tí gian tí cơ tí anh ba quan ca đề tí, tức là sự truyền nhiệt tận. Nhưng mà khi mà nói về các bạn thể tập của các pháp đó cái gì, khi đó vị hành giả trực nhận có rõ sự có mặt cái duyên khởi sanh với cái đối tượng tức là pháp quán niệm xứ này nó đang khởi sanh như thế nào, vị đã thấy rõ được tiến trình diệt hoạt sanh và nhiệt của nam á dựa vào cái rupa mà khởi sanh như vậy, thì khi mà vị đó thấy được rõ như vậy thì đồng nghĩa rằng lúc đó là vị đó được nhận rõ bản chất. Mang nghĩa rằng tức là lúc đó thì cái đó để trở thành cái đối tượng quán chiếu của vị đó. Sự giác ngộ có được từ cái việc tức là hiểu thấu, được nhận rõ cái tiến trình tâm và nhiệt của nam ấm rupa để thấy rõ được ba cái đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã một cách thông tục cho đến mức gọi là với cái quan điểm với cái thấy của các vị tánh nhân chỉ là thấy trên cái phương diện thật thì như vậy, tức là khi mà thấy phương diện thật bằng cái trí tuệ như vậy rồi đó thì hẳn nhiên sẽ không có môi trường để khiến cho bất thiện nó khởi sanh. Trên ngôn từ văn đó chúng ta sử dụng là đọc và trừ đoạn trừ loại trừ trừ diệt, nhưng mà trên phương diện pháp đó tức là cần phải trực nhận rõ. Ví dụ như khi mà đề cập về mà trước khi mà để giải pháp như vậy thì nó cần phải hiểu rõ được bản chất của từng pháp như vậy. Mà cái hiểu rõ đó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái khía cạnh đầu tiên, cái giác đầu tiên. Thuộc về dukkha sacca tức là khổ đấy. Phải thấy rõ tương tận, tuần tự, cái nguyên trở, cái yếu tố giả lập, giả hợp của cả nama và rupa. Theo khía cạnh đầu tiên là nha đá, chúng ta đề cập về là tăng luân ba loại là nha đá như vậy, khi mà quán chiếu là tư thánh đế như vậy, cho nên không có sự đoạn trừ, không có sự đoạn diệt, mà khi nào vị đó hiểu thấu liễu ngộ được, thấy rõ được thì đồng nghĩa rằng lúc đó vị đó không còn bám chấp một cách sai lầm. Cho nên dẫu là ngôn từ như vậy, chúng ta mới hiểu rằng là sự giác ngộ chứ không có đoạn trừ vậy đấy. Cho nên khi mà đề cập là uppanupanne, mang nghĩa rằng tức là khi mà đang khởi sanh, chỉ khi mà lúc mà pháp bất thiện nó đang khởi sanh,
sắc kim qua ước âm nếu cái đồ đề tòa lúc thì giao hòa rẻ ở chỗ đó khi ta ngã hồ tích sắc các cặp tùng biết tốt hành đều tăng đề quy nô đề cái gì quá hoặc là cái gì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là động từ sẽ là hồ tí ở đây hả hồ tí mà trước đó chúng ta có quy nô đề tòa trước đó chúng ta có quy nô đề tòa như vậy đó là quý đồ đề ta tức là sự tạng trừ sự trừ nhiệm tự mình trừ nhiệm ngay khi mà đã khởi xong đối với giao hòa rèn và đối với cái lần thứ hai như vậy đó Echubekita sắp tắt các tổng cấp bằng đẹp tăng hề bị ngồi đi tiếp từ khi mà nó nghe cái xanh sắp tắt các tổng đến cái lần thứ 7 rõ ước bằng đất bằng nề tí và trong tí càng tê xanh và báo với tất cả năng ước bằng đất Upada, Watthagahanangwa, Katansiya, Anawase Sakgahanangwa. Te Supatamasandhanya, Pannamate, Mampatitya Tediakho. Trước đó là chúng ta có cái bước đi bước tiếp từ video điện tích chúng ta có qua nữa là hoặc cả nó với tắc cùng là sự suy nghĩ suy tư liên hệ chụp xuyên xuyên và phải sử dụng điện thoại và hẹn cả liên hệ cả hòa điện thoại cả mắt cái sắp tiếp tên liên hệ đến dụng và hẹn phương diện cả mắt tham dự trong quá trình tổng điểm trái của đối tượng cả mắt là nó sẽ khiến là cả mắt là không và thấy ta có thuốc cả mắt sẵn và nó có thể là cổ sở suy tư vị trú của đối tượng tốt đẹp waktu kama sanggari waktu kama sanggari kalau kita ada pikir kalau kita ada api yuk aku api yuk kita ada api yuk kita được gọi là ấp bàn, được gọi là ấp bàn ấp bàn nghề đi, tức là ngay cái lúc mà khởi khởi, ngay lúc khởi khởi đấy, tê sang ba mươi tất cả là đối với những cái tư duy sáng ác ấy, như là tham dục,
sân hận và não hại đó. Pada Abatha Abatha và cộng giác này. Abatha ở đây nó tách ra tức là cái trạng thái khởi sanh. Chúng ta tách ra tức là đó là chữ Abatha là chữ giác là cộng chữ. Abatha ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là lượng tính. Những cái ngày lượng tính hoặc khi có cái và khi có trạng thái hoặc khi có cái bản chất là khởi sanh đối với các tư duy xấu ác ấy. Tại đây chúng ta sẽ có là các tăng si già. Si già chúng ta dùng theo nghĩa là gì? Chúng ta dùng theo nghĩa là khả năng cắt. Đây chúng ta dùng theo cái nghĩa khả năng cắt của gas là có thể hồi thứ hai hồi thứ ba được sử dụng chúng ta được. Anavasesa gathanangwa. Chúng ta tách ra Anavasesa ná cộng với Avasesa. Anavasesa chúng ta dùng cái nghĩa là Avasesa tức là còn dư nhờ, Anavasesa tức là hoàn toàn. Như vậy chúng ta có qua phía sau được. Như vậy đó Upadavatha gathanangwa Anavasesa gathanangwa các tăng si già mang nghĩa rằng là cái gì? Tức là nó có thể có các tăng si già, tức là có thể nó hiện, có thể nó có theo cái nghĩa tức là cái gì? Theo nghĩa đó là nó có cái trạng thái ngay khi khởi sanh hoặc ngay cái trạng thái đó là hoàn thiện. Gana tức là sau khi mà theo cái nghĩa tức là được dùng theo cái nghĩa tức là cái trạng thái khởi sanh quả như là nó được hoàn thiện ngay khi mà cái cả tức là nó hoàn thiện. Ở đây chúng ta có hai cái, tại vì giải thích cho cái chữ tốt ban đức ban nê này này, tức là ngay cái lúc nó hiện khởi, mang nghĩa rất là đối với những cái tư duy xấu ác đó, tức là tham dục, sân hận và cũng như não hại, cũng như ám của tà kiến, cũng như là ca pháp ám thiện thân, thì những cái tư duy mà liên hệ những cái vấn đề đó, nó như thế nào, nó được thực hiện, nó được hoàn thiện, nó được các tăng si gia này, nó có thể nó có được theo cái khía cạnh tức là làm khởi sanh cái trạng thái, nó làm khởi sanh chính nó, hoặc như là theo cái khía cạnh tức là nó được hoàn thiện, tức là nó được có mặt. Rồi ở đây tức là tê su ba tham văn san đa gia hết tập hành nam tề, và trong cái lúc mà hiện khởi, trong cái lúc mà có mặt của chúng nó của các tư duy và bất thiện như vậy đó, thì ba tham văn san đa hai giác, thì cái lần đầu tiên đó mà sự có mặt của nó đó, thì được gọi là anuppannate, tức là chỉ khởi sanh, chỉ có lúc mà khởi sanh. Sampatichyate thì Atho nó mang nghĩa là tức là cái gì? Sampatichyate trong cái lúc mà có mặt, trong cái lúc mà thành trụ, trong lúc có mặt. Rồi anavase sakkhanam jana nicchaya bodhiti tassetum satakattum biuppannate buddhaṃ. Ở đây chúng ta tách ra tức là anavasesa gana, tức là khi mà nó hoàn thiện pyanichaya pyane pyana pyapana, chúng ta tách ra pyapana nhà có icha nhé. Pyapana có nghĩa là cái sự hiểu rõ. Icchaya bodhi tassetum, để thấy rõ, với cái mục đích là để thấy rõ cái gì? Cái sự hoàn thiện, tức là sự có mặt, mang nghĩa là tức là cái gì?
các pháp bất thiện này, cái tư duy bất thiện này nó khởi sanh, mà ngay cả khi cái giai đoạn mà đầu tiên mà nó khởi sanh thì được gọi là cái gì? Được gọi là upadavatthana. Có hai cái khía cạnh nha, chúng ta lưu ý này: upadavatthagana và anavasisagana. Ở đây tức là cái gì? Tức là cái sự có mặt, hoặc như là cái sự mà hình thành cái trạng thái khởi sanh đối với các tư duy bất thiện đó. Và hoặc là cái gì? Hoặc là cái việc mà hoàn tất, tức là nó đã trở, tức là nó đã hiện khởi. Tại sao ở đây sử dụng cái mà sát tắc khách tung? Thì chúng ta coi cái tiếp. Chúng ta coi cái tiếp nào. Nhà bí quyết tắc cô, tức là sự suy tư về quyến thuộc. Sự suy tư về quyến thuộc ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái gì? Âm hà càng nhà ta yô xuất khát chi vi nô sàm tắc yút tà ít à đi nà ghê hát xí tá bê mắc quá xê nếu nhà ta kia à rốc tắc bắt bà nói tắc cùng. Như vậy cái sự suy tư này khởi sanh, khởi đầu, bắt đầu bằng những thân bằng quyến thuộc của mình nha ta kia này. Gehasita bemawasena bằng cái việc tức là ái luyến. Ái luyến liên hệ đến cái đời sống của tục gia, mong rằng âm hai căn nhà ta vô những thân bằng quyến thuộc của ta xuất khác chi bí đô là những người xóa được an lạc samba tiếng rất là hồn tí nha, là những người mà có được cái đời sống an lạc, tức là cái tư duy mà liên hệ đến ở đây người ta đơn cử cho mình là nha tí quá tắc cô hoặc cha lá ba đá quý tắc cô hả, trong khi mình trình bày về ca ba tắc tí xăng ca ba quý tắc cô nha, tức là liên hệ đến dục ở đây. Rồi ở đây cha lá ba đá quý tắc cô, đây là cái sự suy nghĩ mà liên hệ đến gọi là cái quốc gia hoặc như là cái đất nước của mình, cũng tương tự như vậy luôn. Cái sự suy nghĩ mới nó khởi sanh liên hệ đến cái chánh ba đăng này, mà chánh ba đăng này nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự mà dính mắc ái luyến và cái đời sống hoặc tục gia tiếp tục như này, mong rằng nó là gì? Âm ha căn chánh ba đô quốc gia của tôi ramaniyo đáng khả ý như vậy, đẹp đẽ như vậy, thì sampanna sasso sát xá ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là mùa vụ, mong rằng nó là cái gì? Cái quốc gia của chúng, mong rằng quốc gia của chúng tôi thì như thế nào? Súp bít khô thì như thế nào? Thì có đầy đủ lương thực rồi. Sambanna sasso chúng ta dùng theo nghĩa mùa vụ, tức là tràn đầy mùa vụ, cũng như ramaniyo tức là đẹp đẽ an bình. Từ từ chúng ta sẽ nói lên phía trên. Okuti kapada nahi tiduki nichine samparaya samparaya atta sukhi honti sukhi honti amaroti đức khác rác ca rí ca nhé và tiết sang thứ tổ amarathai nhé vi tắc cô ăn à
Tangwa Arapa Amara Wikhe Bhatiti Sangapu Amaroja Sovitako Jati Amaravitako Amaravitako Amaravitako. À, con cái này nó nằm phía dưới rồi nha, tiếng với tắc cô. Nhìn thấy không, nó xuống phía dưới rồi. Lên trên lại. Cái nhà tiếng với tắc cô này dựng lát ở dưới. Tức là trong những cái sự suy tư sai quấy đó, ác và sau ác đó, đó là mang sân đà nhé. Thì cái lần đầu tiên, tức là cái sự suy tư mà đầu tiên khởi lên ban đầu, thì nó được dùng theo cái nghĩa tức là ấp ban nắm mắt tức là chỉ ngay vừa chớm khởi lên, tức là sau đó tiết cha tiền. Sau đó tiết cha tiền thì cái nghĩa tức là ấp ban đó quát thao cái năng này. Hồi này có đề cập đến hai nghĩa đó. Tức là cái trạng thái ngay khi khởi xong. Còn cái nghĩa thứ hai là awa, anawasisa, tức là khi mà nó hoàn thiện. Tức là khi cái tư duy nó được vun bồi, được hàm dưỡng, được tạo cái môi trường cho nó khởi xong phát triển một cách mạnh mẽ, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến hại, liên hệ đến ác và thiện pháp như vậy. Ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Anawasisa kana, tức là khi mà nó được hoàn thiện rồi. Giờ kana để cho thấy rõ để được nói như vậy là để cho thấy rõ rằng nó đã khởi sanh đến lần thứ bảy, mang nghĩa rằng những cái tư duy này xấu ác này bất thiện này ngay khi mà cái giai đoạn đầu khi mà đã khởi sanh đó thì được gọi là uppada watha. Còn khi mà nó được hàm dưỡng, nó được tạo cái môi trường mà khởi sanh liên tục như vậy đến cho đến khi mà nó đủ mạnh lực và nó khiến tạo ra bản thân và khẩu, thì như vậy là từ cái gì, từ cái sự suy tư mà liên hệ đến bất thiện như vậy thì nó được cụ thể hóa trong bản thân và khẩu đến khi mà nó khởi sanh đến lần thứ bảy. Ở đây đại diện ra là sáu tác khắc tung, mà thực sự là nó diễn hóa rất là nhanh, bởi vì dựa theo chú giải trong Abhidhamma tức là một bốn ngón tay như vậy thì hàng triệu triệu sát na nó khởi sanh liên tục như vậy. Cho nên ở đây là nói theo là lần thứ bảy sát chỉ tức là cái gì, khi nó được cái môi trường hàm dưỡng liên tục đó, thì như vậy nó mới được hoàn thiện về cái tư duy bất thiện đó. Ngay khi mà nó chớm khởi sanh thì nó được gọi là uppada watha, nhưng mà khi nó được hoàn thiện với cái nghĩa tức là nó phải khởi sanh nhiều lần, tức là thứ bảy này là gì? Dạ sư, cái chỗ mà sắp tá đó là 100 mà phong sư. Sắp tá ở đâu? Sắp tá khách tung quá. Sắp tá 100 lần. Sắp tá 100 lần. Đến 100 lần. Em chỉ tức là cái số lượng số nhiều đó là sử dụng trên cái văn nói này. Nhầm nha. Này tưởng nó sắp tá chứ. Sắp tá 100 chứ. Cái này cho mình nói là những cách nói ta. Rồi như vậy tức là cái gì? Sắp tá khách tung bắp bánh đều bánh đều bánh đều bánh đều. Như vậy tức là ở đây này, vị đó phải loại trừ, vì rằng chúng ta đang ở cái câu gì, chúng ta đang có câu trong cái phần chánh văn ở đây tức là cái gì, các pháp á, tức là vị ấy không chấp nhận nha, loại trừ trừ diệt tận các ác bất thiện pháp đã sanh, tức là ngay khi mà nó khởi sanh, thì trong phần chú giải là tức là vị đó phải tận diệt ngay khi mà nó vừa khởi sanh bởi chính vị ấy này. Rồi đủ tiêu qua đây các chút Bekita mang nghĩa là tức là cái gì? Vị ấy không có mong mỏi, không có tiền cầu, tức là đến cái lần thứ, tức là sau khi mà loại trừ như vậy, và không mong mỏi đây tức là gì? Không tạo điều kiện cho nó khởi sanh lên nữa. Bởi vì cái câu kế tiếp là sắp các cách tuân hít tốt anh hiểu anh đều biết nội đề tiếp. Tức là tẩy trừ khi ngay khi mà nó khởi sanh đến cả mà nó khởi sanh đến lần thứ 100.
ở đây cách nói thôi, chúng ta phải hiểu rằng tức là cái gì, ngay khi mà nó vượt tại sát upadana là vì ấy có phải tự mình loại trừ, phải tự mình gọi là khiến cho nó không còn khởi sanh nữa, mà vấn đề tức là hướng về cái điểm thiện, và như là trực nhận cái trạng thái như vậy thì đồng nghĩa rằng nó sẽ diệt đi nhỉ? Và không 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 khởi lên cái ý muốn cho nó khởi sanh lên lần thứ hai, mang nghĩa rằng tức là không có tạo cái môi trường cho nó khởi sanh lên, cho nên mới được gọi là không có chấp nhận, không loại trừ, trừ diệt diệt tận. Ở đây các pháp các bất thiện thằng này chúng ta đề cập rồi, cái chữ Dhamma, chữ Dhamma ở đây hồi nãy chúng ta dùng theo nghĩa tức là sabbevanavamaha vitakke, các pháp bất thiện ở đây ta áp dụng tức là các suy tư nè, các suy tư, tất cả các suy tư, mà các suy tư ở đây như thế nào, kama vitakka dayo, tức là liên hệ đến dục, đến sân, đến đạo hại, vân vân. Như là ở đây, như là trong Mahanidesa có đề cập đấy, tathata yoguta, ở đây có ba cái loại mà gọi là ba cái loại tư duy, ba cái loại mà suy tư như vậy được đề cập đấy, avasesa nyati vitakko janapada vitakko amara vitakko para nodajata patisanyuto vitakko lava sakara silo kapatisanyuto vitakko anya wanyati patisanyuto vitakko. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là vitakko này nè, vitakka tức là sự suy tư và liên hệ đó. Para nudaya, chúng ta tắt ra tức là para, còn anudaya, anudaya ta tức là cái trạng thái, tức là trạng thái mà gọi là rút xúc động, cảm động đối với người khác. Và cái trạng thái là lavasakara, liên hệ đến cái lợi lộc, sự tôn kính. Siloka, tên là danh tiếng, patisanyuto, và những cái sự suy tư nào, những cái sự mà suy tư nào liên hệ đến lợi lộc, tôn kính và cũng như danh vọng. Sự suy tư nào mà anawanyati patisanyuto, chúng ta tách ra là ná cũng như con nhát tí nè, mà không có liên hệ đến cái sự mà ngạo mạn tự cao, được phân ra làm ba cái loại đó, tên là nha tí của tất cả, tên là sự suy tư liên hệ đến quyến thuộc của mình, liên hệ đến quốc độ, và cái cuối cùng đó tức là liên hệ đến cái việc mà chết, cái việc mà nó bất tử. Amara, ở đây người ta đơn cử cho cái cảnh đó là cái gì? Ná quá ma hao với tắc kê, sự suy tư và liên hệ đến các chuyện đó, đó, hoặc là tất cả những cái sự suy tư nào mà đã khởi sanh mình, mà như được đề cập ở trong Mahanidesa, mà liên hệ đến cái gì? Đến cái lòng, đến cái sự rúng động hoặc như trách ẩn đối với người khác, mà sự suy tư mà liên hệ đến lợi lộc, sự tôn kính, danh vọng, và sự suy tư mà không có liên hệ đến tự ngã ở trong đây, ngạo mạn, cao ngạo ở trong đây. Chúng ta coi rõ chứ các bạn. Ở đây được gọi là nhà tiên của các con này chúng ta coi rồi. Tức là sự suy tư mà liên hệ, sự suy tư mà khởi sanh liên hệ đến cái việc là quyến thuộc của mình, tức là mong rằng đó là thân bằng quyến thuộc của chúng ta được an lạc, có được sự an lạc. Quốc độ chúng ta thì suy nghĩ rằng đó là cái gì? Mong cho quốc độ chúng ta được đầy đủ ấm no, súc tích khô, đầy đủ lương thực như vậy, tức là đầy đủ ấm no. Mùa vụ thì bội thu, và cũng như là thái bình. Ramadiyo đó là đẹp đẽ, là nghĩa là thái bình thịnh trị. Chúng ta mới Amaravitako này, chúng ta ngừng tại đây. Okutika pada nahiti dukhe nichine sampara ye atta sukhi hotu sukhi hoti amaroti dukkarakari kaya
Bát sang yếu tố Amaratha nhé, biết cô. Rồi như vậy chúng ta nên đặt ra đây. Tại vì phía dưới này chúng ta có như phải này. Tăng qua Arapa, Amara Vikhepa, Vithi Sankato Arapo Chiasso, Vitako Chiati, Amara Vitako. Như vậy trước, đầu tiên chúng ta sẽ hiểu nằm trong đây. Không, chúng ta ở đây hồi tí này. Sukhi, Atta, Okutika, ở đây tức là quy tắc của Amaratha nhé. Tức là sự suy tư vì cái mục đích. Sự suy tư đó thứ nhất thì chứ tiên là Patisamyutta liên hệ đến cái gì? Dukkara Karika. Dukkara nghĩa là khổ nha. Karika, sự suy tư đó, đó liên hệ đến cái việc được giải thích về khía cạnh mở. Còn Dukkara là khó làm thôi. Amaro tiếp như là cái việc tức là mong cho chúng ta an lạc. Sampara gì? Ở đời sau. Nichine. Ở đây chi cùng các cái sampara yên nha, đúc khiến chi nè tức là khổ được loại trừ ở đời sau và mong ta được an lạc bằng cái việc mà ngồi okotika, chúng ta dùng cái nghĩa là ngồi trầm hợp badana với cái sự cố gắng như vậy. Ở đây với cái sự suy tư ha, cái sự suy tư mà liên hệ đến cái việc khổ hạnh dukkara nha. Chúng ta nhìn mà cái việc mà khổ hạnh dukkara với cái suy nghĩ rằng với cái việc mà ngồi chồm hổm giống như cái loài chó, cái hạnh tu của con chó, hạnh tu của con bò như vậy thì các khổ trong tương lai samara yên rất kia này sẽ được đoạn tận và ta tất ta xuất khi cô tí amaro và ta sẽ được an lạc bất tử. Thì cái sự suy tư mà liên hệ đến cái việc mà bất tử mà nhờ vào cái việc mà khổ hạnh như vậy đó, thì tăng qua Arapa Amara Vikhepa Ditthi Sankato Amarojya Sovitakoya Pi. Ở đây chúng ta là Amara Vikhepa Ditthi Sankato, tức là liên hệ đến các tà ký. Vikhepa tức là cái sự mà an tịnh bất tử nhờ vào cái việc những hạnh tu mà xa lạc như vậy thì đều được gọi là cái sự suy tư mà liên hệ đến amara, liên hệ đến cái sự mà giải thoát bất tử mà bằng cái những cái hạnh tu mà sai quấy như vậy. Rồi kế tiếp ở đây chúng ta sẽ là rồi ở đây paranuddhayata patisanyuto liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến cái paranud, ở đây được gọi là paranuddhayata patisanyuto tí, tức là sự suy tư như thế nào liên hệ đến cái việc gahesita pamena bằng cái việc ai biến và cái đời sống của tục gia như vậy. Anuddhayata pati rupakko, chúng ta tách ra ở đây tức là anuddhayata patirupaka patirupaka tức là đáng thích hợp. Được gọi là cái gì? Cái sự suy tư mà liên hệ đến cái lòng trắc ẩn đối với người khác. Anuddhayata, cái lòng trắc ẩn, cái lòng thương tưởng đối với người khác. Ở đây, tức là cái sự suy tư mà liên hệ đến cái đời sống tục gia
Ghen hấp xít á, bên mình á, bằng cái sự ái mến, bằng cái sự dính mắc vào trong cái đời sống tục gia. Với cái gì? Với cái sự chấp nhận. Đối với ai? Paresu, Upataka đi xuống. Chúng ta chia ra số nhiều nha, vị trí cách được đó. Vị trí cách. Upataka ở đây tất cả chỉ là những người mà, những người đầy tớ. Nhưng Upataka, tức là những người đầy tớ như vậy. Saha, Nandika, Diwasena, chúng ta tập ra là Saha, Nandika, Diwasena. Nandika đó là cái sự hoan hỷ khởi sanh cùng với cái niềm hoan, cái lòng trắc ẩn khởi sanh với cái niềm hoan hỷ giúp đỡ nơi mà những người mà đầy tớ, những người mà thấp kém trong xã hội. Và quát tô được thực hiện rồi. Như vậy đó, cái sự suy tư và liên hệ đến lòng trắc ẩn đối với người khác ở đây tức là sự suy tư liên hệ đến cái đời sống của tục gia và có cái gì, có cái lòng trắc ẩn tương thích khởi sanh cùng với cái gì, cái niềm hoan hỷ giúp đỡ cho những người những người đầy tớ, những người thấp kém rồi được gọi là cái sự suy tư và liên hệ đến lợi lộc cung kính và cũng như là danh vọng danh tiếng ở đây tức là sự suy tư đó mà liên hệ đến aramana karana vasena với những cái lý do, với những nguyên nhân về cái gì khi qua ra đi là tiền á, với cái việc mà có được y phục vân vân, làm cái chúng ta phải hiểu rằng các chị tức là có được bốn món vật dụng, tức là những cái lợi lộc rồi thì có được như vậy. Sakara chúng ta dùng cái nghĩa sakara á, tư duy mà liên hệ đến cái việc mà gọi là được mong được các được tôn trọng, mong mong mình được tôn trọng. Cái tiết sakara tức là với cái gì, ở đây một loạt ở đây tức là chia quá giá giá này, tức là với những thứ mà chúng ta đạt được như là y phục, thức ăn, trú xứ, chỗ ở. Cái sự suy tư mà liên hệ đến cái việc mà mong người khác tôn trọng mình. Cái sự suy tư mà liên hệ đến cái việc gọi là danh tiếng. Thì tất cả các nó đều được gọi là aramana karanavasena cả. Tức là sự suy tư mà liên hệ đến cái yếu tố tác nhân karana này. Các tác nhân đối tượng, tức là từ ngoại vi bên ngoài. Ở đây dựa theo mắt hai cái sát, tức là một loạt những cái gì, một loạt những cái loại quy tắc cá. Sự quy tắc cá có thể liên hệ đến quyến thuộc, quốc độ, liên hệ đến gọi là khía cạnh gọi là bất tử, những pháp tu như vậy, hoặc những cái sự suy tư mà liên hệ đến cái vấn đề gọi là có cái lòng thương tưởng đến người khác, hoặc sự suy tư mà liên hệ đến cái việc mà gọi là lợi lộc, công kính và công chân vọng, và cũng như là anh đã quan nhát tí nè. Rồi chúng ta có cái kế tiếp rồi. Anh đã quan nhát tí ở đây chúng ta sẽ là cái gì? Ác vô quá tâm bằng ta riêng đó. Áo quá cha này dùng đã hết thà cấp hòa. Mà nhì dùng Pasanet chắc tăng quý giá gà rùng. Ta ra dùng tí tốt bằng nó với thắp cô. Tốt bằng nó với thắp cô nè. Tức là cái sự suy tư mà khởi sắc mà liên hệ đến những cái sự suy nghĩ nghĩ phía trên này. Áo quá quá tá tức là chắc là quả thật nha. Ôi áo quá cha này dùng ná, áo quá cha này dùng áo quá cha ná tí hả, áo quá cha này dùng tức là chúng ta dùng cái nghĩa là khả năng cấp. Ngôi thứ ba số nhiều tức là những người khác hả? Những người khác parena anawacha này dùng tức là những người khác không có xem thường ta. Thật vậy ở đây tức là cái gì, tại vì từ cái từ mà anawanyati tức là ná còn anawanyati tức là cái sự suy tư mà liên hệ đến cái việc không có tự cao.
suy nghĩ tập kém về này. Mang arena áo quá chả này dùng đúng rồi, tức là mong rằng những người khác sẽ không xem thường ta, rồi mong rằng là những người khác cũng vẫn là pare luôn sẽ nghĩ rằng nát hết tha cấp qua ta không có thấp kém, và mong rằng đó những người khác garun kari nhé có cái sự kính trọng ta giống như là ba sa nát chắc tăng, ba sa nát là cái tảng đá hả, chắc tá ở đây giống như một cái đá, chúng ta dùng cái okay. Chúng ta dùng cái dù cái họng nên nó kỳ quá, ba sa nát chắc tá. Giống như một cái vật che phía trên mà bằng đá. Giống như cái vật che phía trên bằng đá, ba nghĩa rằng Anna Wanyati Atisangyuto tên là. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng trên cái cảnh đó là phủ định. Ôi, mong rằng người khác đó, những người khác không có xem thường ta thì đúng rồi. Tại vì phía trước đó chúng ta là án đá, quan nhắc tí chúng ta có phân tử cụ định. Chà bà đã nào vẫn nhắc tí và cái sự gửi tôi với các cô. Ở đây thì trong cái pháp và chi của Tăng Chi Bộ Kinh cũng đề cập đến các loại mà nó là ở đây tức là bị tỳ kheo cũng là Bikuno đây nè. Upakile Sanya tức là những cái phiền não. Những cái sự suy nghĩ liên hệ đến biến thủ, liên hệ đến bốc độ, liên hệ đến cái việc mà không có cao ngạo, bạn nên cao ngạo chứ. Tâm niệm ta, sát chia ta số bí cú, đắp lại từ ba ra tiếp, vì tỳ kheo đó không có hoàn thiện và không có đoạn gì. Sát chia y ta số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kusala vitakka ti akosala samputa vitakka. Ở đây cái tư duy mà bất thiện cũng là trong Etivitaka nha. Etivitaka qua đề cập về chất tốt tha bất giá trong cái phần thứ tư này. Cái bài tin đầu tiên nó cũng đề cập đến gọi là tư duy bất thiện. Ở đây là cái tư duy, cái sự suy nghĩ mà có các bản chất là không có khéo léo. Không có khéo léo thì không có thiện xảo trong thiện pháp đó. Vichavitaka nó cũng đồng nghĩa với là tà tư duy này. Được gọi là cái sự tư duy mà liên hệ đến Anavanyati ở đây. Anavanyati chúng ta dùng cái nghĩa tức là ở đây Anavanyati tí Anavanyapare Atano Ahilitata Aparikutata ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái sự xem thường nha, sự không xem thường đó là quần nhà ta rèn bởi những người khác Atano à thì lý tá thì lý tá tức là cái sự mà cái trạng thái tức là không có xem thường không có khinh bỉ. Trạng thái không có xem thường à, nó nghĩa rằng tức là cái gì, cái tư duy mà liên hệ đến cái việc tức là mong người khác không có xem thường đến mình. Mong người khác không có xem thường, không có xem thường đến mình, với cái ý nghĩa rằng tức là ác hô quá tâm mang parin á, giống như phía trên kia. Tức là mong người khác là sẽ gì, không có xem thường rồi một loạt ở đây không có xem thường được cái gì nữa, và không có nghĩ một cách gọi là thấp kém đến mình, và phải có sự cao gabun kareyum thật, tức là sự tôn trọng xem mình như là một cái giống như một cái điểm tựa mà vững chắc đá như vậy. Như vậy được gọi là tốt, như vậy được gọi là awan nhất tiết ta cái sao chúng tôi rồi. Rồi thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ như thế nào, cái đoạn phía dưới này cũng đề cập đến ca với tắc của ban nè tất cả là sao vô rồi cái danh hissa, danh hissa ở đây tức là cái gì ở phía dưới này, rồi các lậu hoặc này cái thiện khô các lậu hoặc phiền toái về nghiệp nào có thể khởi sanh cho người nào mà không trừ gì như trên, tức là mang nghĩa rằng tức là các lậu hoặc phiền não có thể khởi sanh cho những người mà không đoạn tận những cái tư duy mà bất thiện, như là liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến hại và liên hệ đến các bất thiện như trên nha. Và các loại hoạt nó sẽ được trừ diệt đối với những người đã loại trừ những tư duy bất thiện như vậy. Cho nên ở đây nó gọi là kê tư số quy tắc kê số dân kiên chá hát xê xăng bước ta ra về đó. Thì cũng tương tự như vậy, trong những cái mà tư duy mà bất thiện ấy đó, những việc cần làm cũng giống tương tự giống như các đoạn số 20, 24. Biết chưa? Ở đây là Kama Vitakko Banetha Kama Savo. Ở đây dục tư duy đó, khi mà nó khởi sanh thì đồng nghĩa rằng cái là các chị ta là dục lậu. Chúng ta đang đề cập về bài kinh mà tất cả lậu hoặc đó. Tapisil Tapisil Bawa Savo nè. Những cái phần quý xê xác là những phần còn lại thì được liên hệ đến cái vấn đề hữu lậu. Và cũng như mà tà kiến lậu liên hệ đến tự ngã giống như các phần giải phía trên. Rồi như vậy là các bạn này chúng ta hiểu tương tự như phía trên cái gì khác cả. Đúng rồi, ở đây này kama vitakko kama sankappa sankappa đó sapa vata liên hệ đến sự về suy tư mà còn liên hệ đến các dục kama sankappa pavatiya sa sa tisa yatta yakama Kama nakaro dari kata shahwa. Kama có mừng đáp. Sati sa yatta mang nghĩa rằng tức là xá còn chữ ati sa yat
Atisanya là rất nhiều. Mà ở đây Pavatiya cũng chỉ cùng cách cái đó luôn. Hiển khởi những cái sự suy tư. Sankappa, Sankappa là cái sự suy tư nha. Cũng tương tự giống như là quy tắc cá như vậy. Sankappa là sự suy tư liên hệ đến các dục. Với bản chất thuộc dục nha. Kama Sankappa na Sapavata. Chúng ta tách ra là Kamana nha, cộng Akara, Akaro, Kamana Akaro. Thuộc về các dục rồi. Như vậy đó là, đây là Akara là những cái phương cách mà liên hệ đến các dục, thuộc về các dục. Như cái việc là có rất nhiều những cái tư duy mà liên hệ đến các dục thì nó được gọi là kama kama vitakko. Rồi cái cảnh này thì chúng ta cũng tương tự giống như cái đoạn một số 24 nè. Rồi chúng ta quay ngược trở lại trong cái phần Patisabhidhamma chúng ta. Sau khi trích dẫn cái khía cạnh tức là viriya ở đây tức là cái gì? Mang nghĩa ra tức là vị hành giả hoặc như vị tỳ kheo đó không có chấp nhận trừ diệt đoạn diệt bất kỳ cái mà suy nghĩ sái quá liên hệ đến dục sân hận não hại mà áp bất thiện pháp khởi sanh thì cái đó được gọi là viriya samvaro tức là sự thúc liễm và liên hệ đến sự tinh cần. Kế đến là cái gì? Ida arya samvako mitcha aji mantaha yat Samaha chi quyền á, chi biết căn cấp bê tì tí. Agato, a chi quá và đi xuất đi sang đó buồn. Tức là cái sự mở, cái sự thúc liễm bằng cái vấn đề gì? Nuôi mạng chân chánh nha, a chi quá và đi xuất đi. Chúng ta để ý nó nè, phía trên á, khi mà đề cập và dựa theo năm cái loại sangwara này thì không có đề cập là cái gì? A chi quá và đi xuất đi sangwaro đúng không? Tức là sự thúc liễm nhờ vào cái việc mà nuôi sống nha. A chi quá là cái sự nuôi sống, parisuddhi là sự thanh tịnh cho cái mạng sống này. Nhưng mà khi chúng ta đề cập về bốn cái loại là thanh tịnh đó, từ cái khía cạnh tức là patimokkha samurasila thì nó đồng nghĩa với là patimokkha samvara ở đây. Trong tứ thần giới đó, thì cái phần đầu tiên thì đồng nghĩa là patimokkha, cái thứ hai tức là indriya đúng không, thì nó bằng nghĩa với cái gì? Sati. Cái thứ ba nữa tức là cái gì? A chi quá bà xuất đi thì bằng nghĩa với gì? Quyền danh. Vì ra cái yếu tố là gì? Cần phải tinh cần. Đối với một vị hành giả hoặc đối với một vị xuất gia như vậy, do có cái sự tinh cần, do có sự cố gắng như vậy, do có sự nỗ lực như vậy, nuôi mạng vào một cách chân chánh, chứ không phải vì cái sự mà nuôi, không phải vì cái sự mà mưu sinh, mà làm những cái hạnh nghiệp. Ví dụ như đối với người xuất gia thì không có làm cái nghề, ví dụ như thầy thuốc, đương thư, vân vân để mà nuôi mạng thì cái phần đó nó vẫn thuộc về trong cái phần viriya samvaro này, chúng ta hiểu không? Khi mà đề cập năm cái samvara này chúng ta sẽ có patimokkha, sati, jnana, khandi, viriya. Khi mà đề cập bốn cái loại samvara, bốn cái loại parisuddhisila là tứ thanh tịnh giới đó, thì chúng ta sẽ có patimokkha, indriya samvara tức là cái gì? Tức là sự thúc liễm về các quyền đó, cái giác quan đó, thì nó đồng nghĩa là cái sati ở đây. Thì sati ở đây chúng ta đề cập cái này, tức là chắc khuôn đức danh này, chúng ta nhớ không? Cái này chắc khuôn đức danh, chắc khuôn đức dê sang qua răng thì nó đồng nghĩa là nát dê đó, sati sang qua rô. Còn trí ở đây tức là cái gì? Cái nha năng thì đồng nghĩa với cái gì? Khi mà quan sát về bốn món thực dụng, chúng ta nhớ không? Đấy. Rồi còn cái khanh tí đó, thì được thêm vô. À, tức là khi mà so sánh năm cái này với bốn cái kia đó thì cái khanh tiết không được đề cập trong đây, không được đề cập trong bốn cái đó. Viriya tôi anh chỉ tức là ai chỉ muốn rất suy là
Cho nên đó là cái gì? Cái ấy so bí ở đây ta chỉ là anh chỉ có được số đó là cũng được gợp chung sang gái sang cái hay thôi gợp chung cho các phần mở quyền sang qua này và cái đoạn này được trích ở trong mà sang đi tới cái giá tức là ý đã ở giờ sau cô là ở đây vị thánh đệ tử như thế nào ba hai nhá sau khi đoạn trừ sau khi trừ về cái gì mít cha a chi quá tức là sự nuôi mạng cách sái quấy tà vậy như vậy rồi sau mà a chi quên á chi biết ca cấp bê đi và gìn giữ phải như là bảo bảo tồn cái đời sống bằng cái gì bằng cái việc nuôi mạng cách chân chắn sự việc này cả năm tám mà sự việc này cả năm tám rồi tám ở đây tức là trong cái đoạn gì trong cái bài kinh quý bằng cái số tám nhỉ trong cái bài kinh quý bằng cái số tám là thuộc về tương bộ kinh tập năm á ma hào quật giá và đây là ariyang vô biết cao về áp thân đi cao mắt gan desisami quý biết chisami quý bát chisam quý bát chisami cộng duy sửa tại số thi nha để tỷ kheo Desisami tờ ác hành Desisami ta sẽ nói về ta sẽ phân tích về cái con đường thánh đạo này Ariya ta nghi cả mắt cho mẹ hãy lắng nghe nha và suy nghĩ kỹ rồi bắt đầu Đức Phật mới bảo rằng là các tâm vô chấp biết các người ta đi vô anh nghi con mắt vô như thế nào được gọi là bác đạo tức là chánh kiến cho đến chánh định để đây một loạt khi đề cập đến chánh kiến này tức là ví dụ như là cái trí mà hiểu rõ về tứ đế đúc khi gia năng đúc khi xuống đến gì nha cho đến cái phần mà gọi là a chi quá đây a chi mô đây ở đây này cái tỳ kheo như thế nào được gọi là chánh mạng ý đã biết con người ấy nhá sau đó có biết cha a chi quá sau khi mà trừ sau khi mình đoạn trừ từ cái việc mà a chi quá có nghĩa là cái gì có nghĩa là cái mạng sống sự duy trì mạng sống nha các chị tức là cái đời sống sau khi từ bỏ cái đời sống ta tà vậy vì ta để từ sau khi từ bỏ cái đời sống ta vậy chi biết ta cấp bê thì gìn giữ ta nghĩa là nuôi mạng chi biết ta tức là gìn giữ cái chi biết tăng này tức là cái mạng sống này chi biết ta chúng ta có hai loại một là cái gì nam á chi tá và hai là rô á chi tá chi biết tá tức là danh mạng quyền và sắc mạng quyền thường chúng ta nghe nghe vậy đúng không cái nam á chi biết tá tức là cái yếu tố gìn giữ bảo tồn hỗ trợ cho các sát na ba thời sanh làm tròn cái phận sự như vậy cũng tương tự như vậy thì cái rupa cũng tương tự như vậy thì ở đây tức là bảo tồn và duy trì các bạn sống bằng cái việc samma ajivita đó bằng cái lối sống chân chánh lối sống chân chánh đấy thì như vậy được gọi là samma ajivo để được gọi là chánh mạng rõ hơn cái phần này chúng ta coi phần chú giải đó. Quý bằng đa số tăng văn hà để ở tập 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 tìm ca chúng ta có cái phần tập tập hai trước rồi đó chúng ta chỉ kiếm cái phần gì sao mà ai chi quá hả nhỉ đây biết cha này biết cha ai chi quá này biết cha ai chi quan tí hà đã đi ra bộ cho đi già đi nằm ác hài quá bao quát tí tăng cài nhá quá chi đưa cho đi tăng được gọi là được gọi là cái đời sống tà vậy cái đời sống mà sái quấy như vậy
lối sống hoặc như là cái đời sống như vậy. Mang nghĩa là tức là cái gì? Kaya vachi ducharita. Ducharita hả? Ducharita là quá khứ phân từ của từ charati, tức là cái đời sống mà có những cái sở hành, có những cái hành vi thuộc về hành động và lời nói phát khởi với cái mục đích là có được những khadaniya, bhojaniya, những cái thức ăn loại thức loại bề. Tức là cái việc mà gọi là có được, tức là tất cả những cái sở hành, những cái hành vi mà thuộc về hành động, lời nói mà để có được thức ăn thức uống như vậy một cách không có đúng đắn thì được gọi là mithya asawa này. Paha nhà tiến tức là cái gì? Quách chia toa tức là sự từ bỏ, trừ diệt, tức là loại bỏ đi cái lối sống. Lối sống ở đây tức là cái gì? Hành vi, cai giá và quá chi, tức là thân ác hạnh và khẩu ác hạnh, tức là cái gì? Do cái việc mà vui mạng này mà làm những cái sở hành như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm mà có được cái thức ăn thức uống như vậy thì cái đó là cái lối sống gọi là tà vậy. Nhờ do vì cái lối sống, do vì cái việc mà nuôi mạng này mà nói cái lời không thật, nói cái lời mà gọi là độc ác, nói cái lời mà chia rẽ, nói cái lời mà gọi là phù phiếm, hoặc như nói lời mà vô ích như vậy, đã khiến mà cho có được những cái thực phẩm như vậy. Cái đó tất cả những cái loại mà thực phẩm thức ăn thức uống lại thứ loại này thì được gọi là cái lối sống mà duy trì cái lối sống và cái mắc cách tà phải từ bỏ đây, mà nghĩa là cứ chia toa. Rồi ở đây samma ajje, samma ajje quên á, cái cảnh ở đây tức là gì? Samma ajje quên á, trong cái câu này nè, tức là vị thánh đệ tử Ariya Savako nha, từ bỏ cái đó rồi, từ bỏ cái đôi lối sống và tà phải, tức là từ bỏ thân ác hạnh và khẩu ác hạnh, là những cái hành vi, những cái sở hành được cụ thể hóa ra để kiếm tìm cái thức ăn loại loại cứng loại mềm, thì từ bỏ những cái ác hạnh đó rồi. Vì nó cần như thế nào? Chi quyết tâm cấp bê đi, vì đó sống duy trì cái mạng sống với samma ajiva, với cái lối sống đúng đắn. Cái lối sống đúng đắn ở đây theo chú giải được gọi là với cái lối sống đúng đắn tức là gì? Buddha Basatthena Ajivena, với cái lối sống mà được tán thán bởi Đức Phật. Buddha là bởi chư vị thánh nhân, từ Đức Phật cái này chánh giác, Đức Phật độc giác là chư vị thánh tăng. Basatthena với cái sự mà tán thán, với cái sự mà khen tặng khởi. Cái lối sống nào mà được chư vị thánh nhân ca tụng tán thán, đề cao khen tặng thì vị thánh đệ tử đó sống với cái lối sống ấy. Rồi kế tiếp là chi vi căn cấp bê tí tí, tức là chi vi tăng vút. Chi vi tá vút tình, bó bát tên tí, bó bát tê tí nè. Tên là cái gì? Bó bát tê tí. Cấp bê tí tức là phát triển, ở xin lỗi, gìn giữ nha. Bao quát tê tí chúng ta cũng dùng theo nghĩa tức là cái gì? Tạo ra. Chúng ta dùng theo nghĩa tạo ra. Tạo ra hoặc như thực hiện. Chi quý tá vút tí. Vút tín ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sở hành. Tức là tạo ra hoặc như sống với cái sở hành. Chi quý tá thuộc về cái vấn đề đó là mạng sống đó. Tức là mang nghĩa là cái lệnh nuôi mạng đó. Rồi ở đây tức là samma jivo bi kuhana dihi vira vira viramana sanyana. Viramana sanyana nanatta bhupapagena. Động từ chúng ta sẽ được hiểu ngầm ở đây. Samma jivo, tức là samma ajivo đó hả? Được gọi là cái lối sống chân chánh. Lối sống chân chánh ở đây
cái lối sống chân chánh ở đây. Ở đây đọc từ chúng ta sẽ được hiểu ngầm. Nana có nghĩa là khác biệt nha. Propagia tức là trước đó, tức là những phần trước đó. Trước đó là như thế nào thì chúng ta gọi là Nanatta, tức là trạng thái mà khác biệt. Viramana tức là sự kiên trắng. Sanya đang đối với cái việc mà gọi là đối với cái ý nghĩ kiên trắng. Kuhana đi và cái việc mà gian lận, lừa đảo, lừa lọc vân vân. Mang nghĩa là cái đời sống mà chánh, đời sống mà chân chánh ở đây tức là với nhiều cái cách suy nghĩ, từ bỏ cái lối, từ bỏ cái sự mà gian thương, cái sự mà gian lận như vậy. Phước Pháp Ba nghe ở đây để hiểu rõ các con về cái cảm tì cao rồi. Đoạn số 8 này chúng ta đang là Bicca Sawa, Bicca Ajiwa, Bicca Ajiwa. Cảm ơn các bạn. Ở đây nè, chúng ta có cái chữ Kama Sanyan. Tên là Kama Vitakka Di Virati Samyutana Samyutana Nekhamma Nekhamma Di Sanyana. Tức là đối với cái gì? Đối với những cái Sanya, tức là sự nhận thức nha. Đối với những cái cách suy nghĩ mà liên hệ đến vấn đề từ bỏ, nét khám phá, tách rời. Tách rời cái gì? Ca báo quý tắc ca đi. Tức là những cái sự suy nghĩ đó, đó nó tương hợp với cái việc mà quý rất ý là tránh xa những cái sự suy tư mà liên hệ đến các dụng. Nanatta ở đây tức là Nanakamikata. Anikata tức là từng chuỗi, từng cái khoảnh khắc mà khác nhau, nên Nanatta tức là mỗi hả, Nanatta khác nhau như vậy là mỗi cái sự suy tư mà liên hệ, Viramati là liên hệ đến cái gì? Cái việc tránh xa những cái sự mà gian thương lừa lọc ở đây, tức là cái đời sống chánh mạng là đời sống là có những cái tư tưởng như vậy phát khởi lên, Papapanginana tức là phát khởi liên tục, tức là từng ý nghĩa một, ý nghĩa một trước đó là Nana tức là khác biệt, ta nghĩa là mỗi cái suy tư như vậy đều liên hệ đến cái vấn đề đó là tránh xa, từ bỏ cái vấn đề mà lừa lọc dối trá ở đây. Mà theo Tika nó đề cập đến cái cảnh đó là cái gì? Liên hệ đến các dục này, Kama Vitakka, Kama Vitakka đi từ liên hệ đến các dục sân hận và não hại vân vân, Virati. Ở đây thì chúng ta có ba cái chỗ. Tisu thaniesu là ở đâu? Đây. Thaniesu là phía dưới này nha. Đây. Trước khi coi cái đó chúng ta coi cái này luôn đấy ạ. Cho nó qua lắm câu này. Ở đây vẫn là tất cả ta nha. Để chúng ta coi hết cái này chúng ta qua một thời gian. Makakanebana Imesu yewa satasuthane su upanaya micha jiwa dusilya cetanaya paracchedato anapati sarana vasena magganga buraya mara etava kusala viramani upachati.
Ở đây chúng ta sẽ thấy là động từ sẽ là objective. Kusala viramani tức là sự khởi sang cái việc, cái tâm đại thiện mà kiên trắng rồi, tức là ekawa, một cái sự kiên trắng thuộc về thiện pháp khởi sanh. Burayamana khi mà đã được làm viên mãn, bure tí nhỉ, mắc găng găng với những chi, những yếu tố của đạo. Anupati saranavasena bằng bằng khía cạnh tức là tạo nên. Chúng ta tách ra anupati cộng sarana cộng vasena. Và cái việc mà tạo nên sarana, tạo nên hoặc như là khiến khởi xong, anupati tức là cái sự chứng đạt. Parachiratu bá đá, chê đá, tô, chúng ta tách ra bá đá, chê đá, chúng ta tách cái chữ đó ra, mít cha, chi quá, đút si là nhá, chia ta na nhá, bằng cái sự suy tư, bằng cái chủ đích, tà, bằng cái chủ đích, tà mạng ác giới, khởi sanh, sát tê xuất tha nê số, ở bảy cái điều kiện, bảy cái nơi, bảy điều kiện tha đó, bảy cái nguyên nhân đó, in mê su mắc các khan đề. Rồi ở đây ngay tại sát na đạo, ngay tại sát na đạo ngay tại sát na đạo như thế nào? Kusala viramani upajati, một sát na thiện, một sát na, một sát na, một sát na tâm thiện, một tâm thiện khởi sanh hợp cùng với lại ba cái pháp virati. Ở đây viramani tức là kiên trắng, khi mà đã làm viên. Ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là gì? Khi sát na đạo khởi sanh đã được viên mãn, puraya puraya mana là khi mà được viên mãn những cái yếu tố của đạo, thành nên cái việc mà chứng đạt. Parichirato ở đây bảy cái điều kiện, bảy cái trường hợp là thanh ác, là bảy cái trường hợp, bảy cái trường hợp, trong bảy trường hợp mà bảy trường hợp đó là cái gì? Tức là cái sự, cái tư duy như cái chủ đích, tà mạn, ác giới, khởi sanh, trong bảy trường hợp chúng ta phải có một cái phủ định. Không có tạo ra. Mà nghĩa là tức là ngay cái sát na tâm đạo đó, khi mà hội đủ những cái chi đạo nha, mắc căng gấp Uriyamana, ở ngay tại một cái sát na tâm, tức là khi mà sát na tâm đạo khởi sinh lên, hội đủ những cái gì, hội đủ những chi đạo,
thì ngay khi đó anupati tức là ná của upati thì không có khởi sanh, không có khởi sanh một cái chủ đích ta và liên hệ đến ác giới trong bảy cái trường hợp. Bảy trường hợp ở đây các bạn ám chỉ tức là cái gì? Tức là thân không hành ác theo ba khía cạnh, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói chia rẽ, không nói độc ác và cũng như không nói phù phiếm. Ở trong bảy trường hợp như vậy, tức là khi mà ở đây chúng ta đang đề cập là mắt các khả nền nha, ngay cái sát na đạo đó hội đủ tám chi đạo cùng với ở đây mắt gân, mắt gân gân tức là hội đủ, tức là hội đủ các chi đạo đây cùng với lại 28 cái tập sở còn lại đồng sanh trong cái tâm đạo như vậy. Thì ngay khi mà cái tâm đạo khởi sanh đó thì vaccine á anupati sada sadana vaccine bằng cái gì? Bằng cái việc tạo ra cái việc không còn khởi sanh, tức là không còn mà có mặt của cái tư duy mà tà vậy liên hệ đến, liên hệ đến đến cái việc mà nuôi mạng trong bảy cái trường hợp như trên. Thì như vậy nó được gọi là samajivonama, như vậy được gọi là chánh mạng. Cái chánh mạng một cách gọi là đầy đủ viên mãn ngay khi mà cái sát na đạo khởi xong. Còn trong cái bước, còn trong cái bước, trong cái tiến trình mà khi mà tu tập hàm dưỡng bát chi đạo rồi, thì ngay khi một vị từ bỏ cái thân hành ác, khẩu hành ác, ở khẩu nói ác rồi, mà liên hệ đến khía cạnh tức là duy trì mạng sống, thì ngay khi đó vị đó cũng được gọi là một cách chánh mạng và một cái hiện thế. Để rõ cái đoạn này chúng ta coi thêm này. Không rõ rồi chứ chúng ta coi thêm ti xuất tha đề xuất, tức là trong ba cái, trong ba cái lý do ti paka đề xuất, tức là tí cộng paka đề xuất, paka đề xuất karma đề xuất, ba cái lý do à. Đây sẽ còn hơn 7 mà người ta tốt bằng nát xá, tốt bằng nát xá, tốt bằng nát xá bên tổng Atakata là có một tốt bằng nàng giá, tốt bằng nàng giá tức là tư duy mà liên hệ đến đến tà mạng ác dục, ác giới là khởi xong. Tốt bằng nát xá tức là Upacchana, Upacchana, Rahasa, tức là Upacchana còn Araha là khởi sanh. Bhumi Lada Upanang Ida Dibetang. Ở đây là Ida còn Adibetang. Chỉ đơn thuần bát đá ở đây tức là bát đi cả rồi nhé, bút đồ ngoài nhà mắt thù anh được bát đi xa đã ngã quá xe nữa giá thà sánh cắt bồ không có khởi sanh đó là có sanh một ai giá y đó là bát đi đúng rồi theo cái cảnh này không có khởi sanh nữa mang nghĩa là tức là ai giá tin lúc bát giá tí tức là không có khởi sanh trong tương lai những cái tư tưởng giống như vậy sanh cắt bồ này những tư tưởng giống như vậy không có khởi sanh tương lai thì quan đức đặc biệt sợ nó đang xe nhá. Đây cái câu này mang nghĩa rằng là cái gì? Ngay cái sát na tâm đạo đó, khi mà vẹn toàn, khi mà làm tròn đại diện chi đạo bằng cái việc không còn tạo cái cơ hội khởi sanh cái gì, cái tư duy mà như cái chủ đích tàn phản ác giới ở trong bảy cái phương diện nữa thì anupati đó tức là không có là khởi sanh tương lai. Samadhi eo ko vakusala kanto adukuti. Ở đây bumi lát đá cũng không có. Ban nang ida đi bê tăng. Ở đây nó đồng nghĩa với cái việc mà khởi sanh.
thì mình có được cái phạm trù này. Thôi cần chúng ta xuống cái đoạn phía dưới chắc tu xuất tham đề xuống nào quan trọng cha tu xuất tham đề xuống quý sanh hòa đan đà đi xuống cha tu xuống quý tích cam mắt tham đề xuống tất cả chi ta nam cha chi đích cha chi bồ nam á a ha ra đi bên tắc cô thế a ha ở đây bốn cái lý do đó là bốn cái trường hợp ở đây tức là vi tích tam mắt tha nê xuống trong cái việc mà trong cái trường hợp mà vi phạm bốn cái gì vi sanh hòa đa na tức là cái việc mà dối lừa lừa lọc như vậy bên đây mà dối lừa lừa lọc ở đây các chị tức là cái gì đề cập đến khía cạnh tức là của gì của lời nói nha như rằng ở đây nè ở đây trong cái trường trong cái cụm mà gọi là sắp phát xuống thanh nghe xuống này tức là cái gì cam mát bát tháp bát ta năng quá tên á sắp phát xuống thanh nghe xuống tí bước tăng được gọi là ở trong bảy trường hợp bảy cái lý do đó tức là các mắt bát tháp tức là chỉ tức là cái gì bát tháp là cái con đường nha nó cũng có nghĩa là cái phương cách thực hiện cầm mắt là tạo nên nghiệp bất thiện chúng ta có akusala cầm mắt bát tháp tức là bất thiện nghiệp đạo thường chúng ta hay như vậy anh chị tức bát ta nằm đối với người mà đã có được hoàn tất đã thực hiện mà những cái nghiệp bất thiện thuộc về thân và khẩu trong bảy cái phương diện đó tức là thân hành ác và nói ác. Rồi như vậy thì chúng ta quay lại đây. Như vậy đó là cái gì? Vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ cái đời sống, cái lối sống tà bậy như vậy và duy trì cái mạng sống bằng cái cách sống chân chánh, tức là được tán thán bởi chư vị thánh nhân như vậy được. Cái lối sống tức là tránh xa cái việc mà thân hành ác khẩu nó ác như vậy thì được gọi là Akiva Parisuddhi Sangharo. Rồi kế tiếp thì đây cũng được gợi trong mở Viriya Sangwari đó. Như vậy chúng ta đã xong năm cái gì Sangwara rồi nha. Rồi kế tiếp các bạn này Te so sataso Sangware so patimokha Sangwara Indriya Sangwara Ajiwa Parisuddhi Patiya Patiste wana sakata cita ro sangwara idda di beta te sukya visese na patu ka sangwaro. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì chủ từ sẽ là cái gì động từ sẽ được chuyển thành trong đây nha idda di beta tức là idda còn adi beta khi còn cách với lại chatta ro sangwara Chattaro Sangwara Anipeta Quân Tiến tức là bốn cái sự thúc liễm này bốn sự thúc liễm đó là gì? Ba tiếng Mokka Sangwara là một Indriya Sangwara là hai Achiwa Parasuddhi Achiwa Parasuddhi Patiya Patisewana Sankhata Ba tiếng Mokka Indriya Achiwa Parasuddhi Patiya trong bảy đây này tê số sáu trong bảy cái sangwara này trong bảy cái sự thúc liễm này thì bốn cái sự thúc liễm mà về cái gì về cái học giới ba tiếng mốt khác sự thúc liễm về cái gì về các quyền tức là các gì cái giác quan indriya sangwara này và sự thúc liễm và liên hệ đến cái gì cái việc mà nuôi mạng achiwa parisuddhi là sự thanh tịnh nuôi mạng này và sự thúc liễm trong cái việc mà cái giác bát tí siêu quan ác là việc sử dụng các gì bốn cái món nhu yếu phẩm này như vậy là bảy cái gì trong bảy cái sangwara này nó cũng bốn cái gì bốn cái sangwara mà theo
bốn cái mà tâm tâm bốn cái gì parisuddhi sila tức là bốn cái thanh tịnh giới đó, bốn cái thanh tịnh giới nó cũng được gồm ở trong, cũng được hiểu ra tức là ở trong bảy cái sanwara này, người ta mới liệt kê ra ba cái mức sanwara đúng không, tadiya sanwara ajiva parisuddhi sila và patiya patisewana sankhara. Như vậy bốn cái sự thúc liễm mà có cái bản chất là bốn cái này là cũng được nằm ở trong năm cái sự thúc, nằm ở trong bảy cái sự thúc liễm này. Khi mà liệt kê bảy ra ở đây tức là gì, phía trên là năm đúng rồi, thì ba tiếng cá thì hẳn nhiên là ba tiếng cá đúng rồi. Sati ở đây thì nó thêm cái tên gọi là cái gì nữa, Indriya đấy, các vị còn nhớ không? Sati thì nó bằng với cái gì, Sati đây này, Chakhun Indriya đây, Chakhuna nha, loạt ở đây nó cũng bằng với cái nghĩa rất là Indriya Sangwara, cái nghĩa thứ hai đúng không, thì cộng với cái Sati nữa là ba ba. Rồi kế tiếp nữa là cái gì, Jnana tức là trí đúng không, để Jnana thì đồng nghĩa với cái gì, Patiya Patisewana tức là cái việc mà sử dụng bốn món nhu yếu phải nhờ bằng trí, cho nên nó là năm năm á. Thanh tí là sáu, tại thanh tí đứng mình, Wiriya thì bằng với Ajiva, như vậy là tính ra là 7 chứ, tính ra là 8 chứ. Wiriya thì Ajiva Parisuddhi là một nè, hay được gọi với hai tên gọi khác, Jnana Sanwara và Patiya Patisewana là hai, nhưng mà được gọi là một nè, là bốn, Thanh tí là năm, Sati thì hai người được gọi là Indriya Sanwara, là thúc đẩy các giác quan, cũng chính là sau khi sang qua ráng luôn. Con cũng hay lẫn lộn cái này thưa sư. 2, 4, 6 sang qua rồi cái này sang rồi với sang qua xe xuống là 7, và cái ba cái móc cá trên là 8. Và đây tức là tê số sắp tê số sắp ta số là 7 đấy, sang qua rê số. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tê số cha pi xê xê na pati mokkha sang quá rồ, từ sự thúc liễm về pati mokkha trong số đó này. Có kìa. Hẳn nhiên cái đầu tiên người ta kể là ba cái bốn cái sao quá này. Chúng ta coi luôn cái phía dưới luôn cái đã. Sắc bồ bí chà chàng sang quá rô giá tha sắc căng sang quá rí tắc bà năng ca giá bú chá rí tà đi năng sang quá rá tô sang quá rô tí bú chá tí ở đây động từ chúng ta là bú chá tí được gọi là sang quá rô nha. Mở cái nhìn sắc bồ sang quá rô, tất cả những cái sanwara này được gọi là sanwara, từ cái việc mà sanwara từ cái việc mà thúc liệt đối với cái gì, kaya vicharita đối với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, tại adi vân vân adi năng vân vân nha, sanwarita pa năng yatha sakang. Yatha sakang ở đây thì chúng ta dùng cái nghĩa là có mỗi tức là giác tha cũng sắc căn sắc kim đó. Như vậy tức là cái gì, ayam sắc pua sang quá rô, và ở mỗi cái sắc và tất cả sắc quá rá này
Và tất cả sankhara này được gọi là sankhara từ cái nghĩa là từ cái sự thúc liễm nha, sankhara sankhara ná rồi, từ cái việc mà thúc liễm hoặc như việc tránh xa kiên tránh đối với tất cả những cái khía cạnh, tức là thân ác hạnh và khẩu ác hạnh, kayanucharita vina. Mà đối với thân ác hạnh và khẩu ác hạnh cần phải được gì? Cần phải được kiềm chế, cần phải được thúc liễm, là những pháp cần phải được kiềm chế, cần phải được thúc liễm. Yatha sakkan, bởi chính anh dặn xong rồi. Như vậy đó là mỗi, ta dùng cái nghĩa là tất cả sankhara đó, mà mỗi sankhara đó nè, tất cả sankhara đều được gọi là sankhara, từ cái việc mà gọi là thúc điểm tránh xa tất cả những cái ác hạnh thuộc về thân và khẩu, là những ác cần phải được thúc điểm. Bởi chính mỗi cái sankhara đó, yatha sakkan ở đây là bởi chính mỗi cái sankhara đó, tức là mỗi cái sankhara này đều có cái bản chất, đều có đặc tính rằng đó là sankhara ná, từ cái việc gọi là tránh xa thúc điểm kiên tránh kềm giữ đối với những ác hạnh thuộc về thân và khẩu nè, tức là mỗi cái đó đều có khía cạnh như vậy. Mỗi cái khía cạnh đó, mỗi cái đó tức là các chỉ, tức là bảy cái sankhara, hoặc như là năm cái sankhara này kết hợp với lại bốn cái sankhara của Parisuddhisila và trong đó. Rồi kế tiếp nữa hả? Sutamaya nhà nè vút tăng đầm mang sút toa sankhara tassa sankhara karun tassa tasmi sankhara pavatta tăng sabayutta bên nhà sút toa na sankhara bên nhà tiếp vút tăng. Rồi được ăn là chính sau khi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trước đó chúng ta xuất hoa nha, sau khi lắng nghe pháp mà được nói bằng cách tức là sutamaya nè, sau khi mà lắng nghe chánh pháp mà được trình bày là trí, trong cái việc mà lắng nghe trí phát khởi từ cái việc mà lắng nghe là sutamaya nè, trong cái việc mà trí mà phát khởi từ việc lắng nghe đó, tức là sau khi lắng nghe pháp mà là cái yếu tố thì dẫn đến trí mà phát sanh đó, thì như thế nào? Thì khi mà đang mà sanh quá răng carbon tassa đối với vị mà đang thúc liễm bằng cái sự thúc liễm đối với thân hành ác khẩu nó ác đó, thì tasmiya samvare, thì ngay cái lúc mà giai đoạn thúc liễm đó, ngay lúc mà kiên tránh cái việc mà thân hành ác khẩu nó ác đó, thì như thế nào? Trí tuệ panya tăng sanh chúng ta mà liên hệ đến cái việc mà thúc liễm thân hành ác khẩu hành ác đó, thì được gọi là sutta sankhara, trí tuệ trong việc thúc liễm sau khi đã lắng nghe pháp. Thúc liễm ở đây tức là cái gì? Bằng cái việc đó là tránh xa kiên tránh thân hành ác và khẩu hành ác. Rồi kế tiếp ở đây tức là atthava hetu atthe sutta ti vacanasa sambhavato sutta hetu na sankhara ti atho, hoặc là sau khi mà lắng nghe được, sau khi mà nghe được về cái cảnh tức là ý nghĩa về nguyên nhân mà suốt toa tiết ở đây tức là được gọi là sau khi lắng nghe về ý nghĩa về nguyên nhân, tức là hiểu rõ về nguyên nhân.
Thôi chúng ta tạm nghiệp tới đây nhỉ. Để chúng ta dọc tiếp. Buddha sanang yarantikato sanadut sanadut sanadut